Đúng rồi, gì vậy Rai? Đâu gì đâu, định hỏi anh tên Tần, Tân hay là cái gì để mình nói cho nó nghe rõ. Rõ, có bị Rai nói nghe rõ mà. Bây giờ anh Tân, anh Tân Nguyễn không còn, nhưng mà anh còn anh Tân kia được không? Anh cu sa hả? Anh cu sa rảnh rỗi lên chơi anh cu sa. Còn anh Tân đó được không? Được. Mà anh Tân này nóng tính lắm á, anh Tân này nóng tính lắm á, anh Tân anh Tân Nguyễn Bằng ở đâu gì đâu, em định hỏi anh là cái tên của anh á không biết là đọc như thế nào cho nó đúng, anh Tần hay là Tân à, chứ mỗi lần em muốn mỗi lần muốn nói gì tên anh không biết kêu là gì. Chào Việt Bang, phát quan nha. Chào anh Quy Thế, cái thằng đó, anh Tân này, anh lên rồi kìa đó, Việt Bang nói gì đó đi. Ồ, vậy anh nói tên là, nãy giờ, để giờ nhắc tên là anh đó hả? Anh còn nói anh là Cu Sa. Không, anh Tân Nguyễn hồi nãy lên lên nói chuyện á, tại vì cái nickname của anh á không có giấu, cho nên không biết tên Việt mình kêu sao là đúng. Còn anh thì cần gì tân tần thì anh là cứ cu sa là biết anh rồi. bữa nay mình chém gió gì vui không em? Chém cho đề, lung tung với anh, chém gió cái có đề tài gì đó, anh thích chém gì là anh chém mà, chứ không có gì đề mà tài. nãy anh nghe nhắc tới Kiên Giang, nghe biết Kiên Giang này cũng lâu rồi ông Việt Phai. Thấy tên Kiên Giang này cũng mấy diễn đạt từ hồi ông Bằng rồi đó, cũng thấy lâu lắm rồi. Rồi ngay cả từ hồi thằng Duy Nguyễn nữa, Duy Nguyễn không biết Đúng rồi. biết thơ thơ Quang, nhớ Duy Nguyễn không? Thơ Dạ biết anh, biết anh. Có thời gian cũng cái thời đó. lên chém nhau với mây tài để coi thời Duy Nguyễn có một khứa gì già già sồn sồn, anh cứ sáng gì đang nhớ không? Ông Phạm, ông gì mới tóc sạm sù 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 tóc sù sù à? Ông Phạm, ông Phạm không, ông Phạm đâu có tóc đâu. Ông Phạm, ông Phạm từ nó lộn một chọc. No, không phải à. Em đâu nói gì tóc tai đâu Ông cái thường nói là sơn tây Hồng Phạm đầu sơn tây thì Vũ Hoàng Lân Vũ ấy gì đúng rồi Vũ sư gì ấy, gì gì là thì Lân đó, Vũ sư gì đó. Vũ sư Hồng Lân Hồng Lân bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đúng không, bình tĩnh à, bình tĩnh cái xem từ bồi đó lúc nào áo bình một tĩnh đám từ đó đó tụi nó à. gọi là gì, tụi nó là một đám trong nhóm gì 4086 á, anh cứ thấy gì Tân. Đúng rồi. Nhưng mà anh Thơ Quang với anh Kinh Sá Di Tân còn nhớ không, cái thằng khứa Hùng Phạm á, khứa cứ im im, khứa cứ lầm lầm lì lì, ai cãi ai chửi ai nói gì nói ổng cứ lầm lầm lì lì đâu má, mà ổng cứ phang luôn ổng cứ nói theo cái kiểu của ổng á, mà quá là ghê luôn, mà Khó chịu chọi bực đúng không? dã man Dạ khó luôn, chịu rất là lắm. khó chịu. Ảnh cứ Lì mặt Biết là sao không? Tại vì Phạm lì mặt. Hùng Phạm mà là ấy quên Hùng Phạm mà là chống cộng cho Chúa thì không có gì sai lầm đó, là mình có đạo, nhưng mà mình cứ vì cái tôn giáo mình mà mình chống cộng, cho dù Bệnh cái cộng quá sản nó có làm gì tốt mình cũng không cần biết, tại vì vì mình chống cộng cho nên là mình không chấp nhận cộng sản, tại vì cái người mà công giáo người ta không đội đội trời chung với cộng sản mà. Cho nên nếu mà cộng sản nó có làm gì tốt đi nữa, họ cũng muốn phải cộng sản và giải thể. Thì ngày xưa Hồng Phạm cứ lên nói tào lao phải không, Việt Vai nói anh không nhớ cứ nói gì mà như cứ nói gì sai, cứ nói cứ bên Việt Nam sau năm 75 là nghèo khổ lắm, nhưng mà thật ra cứ có tiền đi vượt biên. bôi bác rồi này kia vậy đó, nhưng mà ai giải thích cỡ nào giải chứ, ủa không nghe. Khứa có tiền đi vượt biên có nghĩa là khứa đâu có nghèo đâu, Đúng rồi. Đúng đại đa rồi. số người người dân Việt Nam mình từ Bắc chí Nam là đều lâm vào cái cảnh chung là khó khăn của đất nước, nhưng mà những thành phần như là ông bạn thì có tiền đi vượt biên thì sao khó khăn được, chỉ có điều không có quen với khổ sở thôi, không quen với cuộc sống khổ sở thì đi vượt biên, thì đó là chuyện của anh.
Anh đi vượt biên là chuyện của anh, nhưng mà anh đừng có chính trị hóa cái lý do anh đi vượt biên, là tại vì anh ghét, anh không cộng sản đàn áp, cộng sản áp gì, anh trốn tránh trách nhiệm, anh tới tuổi đi nghĩa vụ mà anh trốn, anh không chịu đi nghĩa vụ, đúng không? Hùng Phạm là khoảng cái tuổi đó đó. Rồi, đúng rồi. Anh có người bạn ở bên này, đại khái anh cũng cỡ tuổi Hùng Phạm đó, thì cái sau cái năm cỡ năm 78 79 á, thì đi nghĩa vụ thì anh trốn, thì theo quan điểm của anh là như thế này, là theo quan thì anh Dạ. cũng không có, anh không có trách gì ai hết, người ta cần phải làm cái gì người ta cần phải làm thôi. Thì cuộc Đúng sống rồi. là nhiều người họ sợ chết, họ muốn tồn tại, họ phải trốn thôi, thì không sao hết, tại vì mình chưa chắc mình yêu nước hay là ghét nước gì không biết, nhưng mà đến lúc đó mình chả biết mình phải như thế nào, nhiều khi mình cũng có dở, mình cũng có thể trốn sao không biết, không dám nói, mình không dám nói rồi. Nhưng mà anh thì anh trốn nghĩa vụ thì không sao hết, rồi qua tới bên này rồi, nhưng mà ngày hôm nay ấy, anh không có quyền ngồi nói là cộng sản bán nước này kia, hiểu ý nói không? Có Đúng nghĩa rồi. là anh trốn tránh cái trách nhiệm của Tổ quốc, nhưng mà thì không sao, nhưng mà qua đây anh lại ngồi, anh lại quay lại anh nói cộng sản bán nước thì chứ còn anh thì sao, ai cũng như anh ấy, thì nước Việt Nam mình đâu còn tồn tại nữa, đúng không? Ai cũng trốn quân dịch, trốn nghĩa vụ như anh thì ai là người bảo vệ biên giới miền Bắc, ai là người chống lại Pol Pot, đúng không? Đúng Thì rồi. anh đối với anh là những người đó không có tư cách để nói những câu, những người đó không có tư cách để mà ngồi đây mà như Hùng Phạm, ý nó Hùng Phạm không có một cái tư cách gì mà ngồi mà lên án cộng sản này nọ. Đúng rồi, xét trên tư cách, tức là xét trên tư cách thì nó không có tư cách, mà Tư đã cách không có tư được cách thì làm sao đặt vấn đề được, đúng không? thì Anh không có tư vậy, cách làm sao đặt vấn đề được, đồng ý. gì người thối, thiếu gì người trốn nghĩa vụ, đâu sao anh này, anh không muốn nói cái đề tài đó, nhưng mà anh không có ngồi đây mà anh lên án cộng sản là bán nước này nọ đó, thì theo quan điểm anh là vậy. Hồi nãy thì Tụi cái em còn nhớ sao anh gì, nói đi. tụi em còn nhớ Sơn Tây không? Sơn Sơn Tây Tây là có, cũng lâu quá. là lúc trước em có gặp bên diễn đàn của Duy Nguyễn vài lần, nhưng mà cái tay đó đàn bà quá, tay đó đàn bà quá. Tức là hắn thì lúc nào cũng hung hăng, là xỉa sói rồi là cà khịa người khác hết, mà khi bị người ta cà khịa lại mà bị thấm á thì anh lóc. À, nó chuyên môn cái trò đó, cái trò bẩn đó, cái trò đó đàn bà Sơn Tây á. Anh cũng không biết là sao Sơn Tây chống cộng, có nhiều người anh cũng muốn tìm hiểu có lý do tại sao, có lý do gì đó tại sao căm ghét cộng sản. Có nhiều người anh nghĩ là lý do là tại vì họ bị tuyên truyền á, họ bị, ví dụ như họ ở Mỹ đi, anh đang nói ở Mỹ nha, Việt Nam thì anh để cho em nói, ở Mỹ thì họ bị tuyên truyền, lúc nào họ bị tuyên truyền, chung quanh họ đều bị tuyên truyền là cộng sản là ghê gớm, là xấu này nọ. Đó là một lý do thứ hai là có thể là họ bị mất mát cá nhân, gia đình, ông già họ, ông nội họ gì, bị đi học tập cái gì đó, cải tạo gì đó. Thành ra trong gia đình tuyên truyền lẫn nhau, âm cho họ ghét. Em nói thiệt, cư xá Duy Tân á, mọi lý do của họ đưa ra đều là ngụy biện hết. Em nói thật, Đúng rồi, cá nhân em không nè, chính ngay gia xác đình em 100% luôn nè, luôn đó. ngay gia đình em luôn nè, bây giờ anh cư xá Duy bố em á là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ngày xưa ông làm bên Bộ Tư lệnh nha, nhưng mà ông làm bên khối văn phòng hay sao á, khối văn phòng thôi, cho nên là đó. Và khi đất nước giải phóng ông cũng đi học tập cải tạo, nhưng mà hình như có mấy tháng à, gia đình em á là bị đánh tư sản. Anh cứ thấy Tân biết cái vụ đó không, biết cái chuyện mà đánh tư sản đúng không? Biết gì đâu quên em, anh nhớ mà. Đó
Anh biết lúc mà nó xong á, anh nhớ cái tiền tờ giấy con cọp 500 mà con cọp màu đỏ không? Dạ, anh có một tờ nè, anh có Trời hai tờ ơi, luôn, anh đang lúc đó mà đánh sạn ông là nhẹ một đống tiền đó luôn á, một đống cái tiền đó luôn á, tại vì bây giờ đã xong Dạ. rồi thì tiền nó đâu có xài nữa đâu, nhưng mà tức là còn nhiều lắm, tức là mẹ em á Nhà em bị đánh không? Nhà còn em bị rất đánh nhiều à? lắm Nhà em bị đánh tư sản à? à, và đi kinh tế mới ở sông Buôn á, gần Long Thành, bây giờ là gần sân bay Long Thành, chính xác là gần sân bay Long Thành, bây giờ là ngay trường sĩ quan lục quân 2, bây giờ đi vào á, hồi xưa nó gọi là cái ba Thái Lan với cái ba thiết giáp á, đi vô trong đó đó, gần cái thác, gần gần khu vực thác Giang Điền á đó, đi, đi kinh tế mới đó, đó. Em nói Wow. thiệt, hồi nhỏ thì đúng, mình nhìn mình cũng chẳng biết gì cả, mình sống với môi trường, mình nhìn nhà mình thấy cuộc sống nó cực khổ thế này, và gọi là cái môi trường xã hội thời điểm đó, cái sáng với tâm biết không, thì nghe mấy người lớn thế này thế nọ thì mình cũng có thành kiến, nó thẳng em nói thật, em cũng có thành kiến chứ không phải là không, và cũng có những ánh nhìn gọi là nó không có thiện cảm nữa, có chứ không phải là không, mà về sau càng ngày càng mình lớn lên, bắt đầu mình giao tiếp, mình Tìm giao tiếp, hiểu. mình tiếp xúc, tìm hiểu tiếp xúc hai bên, và đặc biệt là sau này bắt đầu lên không gian mạng và những thành phần mà em hay gọi là em gọi bao que xỏ lá đó, cho nên tại sao em hay chửi, mà em cái quan điểm của em rất là rõ ràng, em nói với mọi người rất là rõ ràng, đối với em cái khái niệm bao que xỏ lá ở đây là gì, không phải là cái lá cờ, không phải là cái thể chế, mà là bản chất của những cái con người nó mang cái tư duy tư tưởng bao que xỏ lá, em rất là ghét, em nói thiệt em rất là ghét, còn rõ ràng bây giờ mình nói thiệt nó mình nhìn công công bằng thôi đúng không, cái chuyện mà khi đất nước trước đây chúng ta, đất nước chúng ta chia cắt và có xảy ra là chiến tranh thế này thế nọ, đó là gì đó, một đó là đã là một cái giai đoạn lịch sử rồi, nó đã là một cái giai cái đoạn lịch cái sử hồi rồi. anh cái hồi anh mới sang Mỹ năm 82 thì trong 5 7 năm hay là gần như là 10 năm kế tiếp là anh không thích cộng sản lắm. Nhưng mà sau này bắt đầu anh tìm hiểu anh đặt đặt câu hỏi là tại sao mình có mặt ở Mỹ, tại sao mình cần phải đi Mỹ, tại sao người Việt mình lại có mặt nhiều ở Mỹ, tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam, thì mình tìm hiểu từ từ mình hiểu thôi. Mình Dạ. càng hiểu thì mình càng thấy là miền Nam mình sai, có đúng không? Đúng rồi. Mình sanh ra mình sanh ở miền Nam không có nghĩa là mình đúng. Mình sanh ra ở miền Nam không có nghĩa là mình tự động mình phải binh vực miền Nam. Miền Nam đã sai mà. Mình chỉ là nạn nhân của cái thể chế đó Chế thôi. mình nói Cái thật chế độ đúng không anh, thôi. mình nói cho chính xác, mình chỉ là nạn nhân của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thôi, chứ còn thực ra Mình người là dân nạn miền nhân. Nam, miền dân miền Nam họ cũng chẳng có tội tình gì cả, nói thẳng Họ đâu biết à, gì đâu. chẳng qua là sống dưới cái chế độ đó thì buộc phải như vậy, mà rõ ràng là cái chế độ đó nó đã chọn là con đường gọi là tay sai bắn nước đúng không, thì người dân đâu phản kháng gì được đâu, cụ thể Mà mọi người nhưng mình mà nói ở cái cái điện à, cái điển hình nhất đó là gì, cái trường hợp của bắt lính đó, anh cái xe tăng biết rồi, ngay như ông cầm đó, không biết quân không dịch. sao, không biết cái quỷ gì đâu, đi ra mua ổ bánh mì mẹ hốt lên nó bắt đi lính, là cầm súng là lính thôi, mình tức là em cũng em rất là rõ ràng, em rất là rạch ròi, em nói thiệt cái xe tăng rất là rạch ròi, em là dân Bắc 54 nhưng mà em sinh đẻ ở trong này đúng không, tức là bố mẹ em á thì vào đây năm 54 Thì làm sao mà em sanh ra Hàn Quốc thì được? đó, thì vào đây Quốc thì là em đúng nói thiệt, không? chính như em nói sau cái thời điểm mà gọi là về khi mà chiến tranh kết thúc á, giải phóng á, giải phóng đất nước xong rồi qua thời điểm rồi gọi là bao cấp rồi bắt đầu hội nhập thì cái nọ, thì lúc đó em vẫn còn thành kiến chứ không phải là không, vẫn còn thành kiến, bởi vì biết sao, bởi vì em là sinh trưởng ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà, đâm ra bị chịu ảnh hưởng với cái môi trường xã hội và vào cái thời điểm đó thì mình đâu có biết, mình chỉ nghe mấy người lớn hay là những cái câu gọi là truyền miệng là thế này thế nọ, nó đủ kiểu hết á, và rõ ràng thì nó cũng dị ứng lắm, dị ứng với những người gọi là nó dọc bắc mà nó bị rặt á, cũng dị ứng lắm chứ không phải là không đâu, nhưng mà về
từ từ bắt đầu rồi mình lớn lên rồi mình va chạm xã hội, mình tiếp xúc rồi mình nhìn ra nhiều vấn đề. Và đặc biệt mặt đẹp bắt đầu, cánh nhìn của em bắt đầu, em nói thiệt, em thay đổi hoàn toàn á, là bắt đầu khi em tham gia cái mạng xã hội này nè. Em tham gia cái mạng xã hội nè, thì lúc đó em mới càng nhận thức rõ hơn như thế nào gọi là cái tụi bao que xỏ lá. Cho nên em ghét lắm, em nói thiệt, cực kỳ ghét. Bởi vì bản em, chất thay đổi gì? Bản chất thay đổi của họ nó vừa xạo, nó vừa quỷ. Ghét lắm. Thì nhờ em thay đổi cái tư duy của em, và em trông thấy sự thật đó, thì em dễ trông thấy cái sai của họ. Còn nếu mà em không thay đổi, họ nói em đâu biết là họ có sai đâu. Mà nghe nghe vậy thôi, nhiều khi em cũng không chừng em còn thấy họ nói đúng luôn. Còn khi mà mình thay đổi á, không phải mình binh cộng sản mẹ hết chứ, nhưng mà mình trông thấy cái gì đúng cái gì sai, thì mình sẽ thấy rõ ràng là những người cờ vàng họ không có đúng. Nó không đúng từ cái từ cốt lõi cho đến bây giờ, không bao giờ đúng. À, tại vì em nói thiệt, cái bản chất vui lắm, là tay sai mà. Anh rồi đó, vui lắm. Lúc mà em mới tham gia mạng xã hội á, anh đi sai tên biết à, em đi nghe cái trang nào biết không? Em nghe và thậm chí em làm fan cứng luôn á của bé Tí với lại Trần Nhật Phong. Bé Tí rồi. chống cộng ở Trần Ngọc Phong thì vẫn chống cộng em ơi. Thì đó, thì lúc đầu em vào em chơi em đâu có biết, em nghĩ thấy thằng biết không? Anh nghĩ em cũng coi, biết đâu. Coi cái bé Tí là tại em muốn vô nó ngắm bé Tí với cái nói đại không phải. Ấy, thì lúc đó là em quan tâm cái vụ mà dịch Covid bên Vũ Hán á, nên cứ thấy gì tên? Cái vụ mà bắt đầu Vũ Hán nó bùng dịch lên đó, nó bắt đầu thấy nó ghê quá, mình tò mò mình coi. Mình xem cái thấy mấy trang đó bắt đầu là mình chia sẻ về Covid, xong cái bắt đầu mình nghe cái, đặc biệt là Trần Nhật Phong á, bữa nay này ông nào lên nói giọng nghe cũng hay ta, rồi cũng nói về chính trị thế này thế kia, mình nghe cũng lúc đó thật sự cũng không biết con mẹ đâu, cũng nói đủ này nghe cũng hợp lý à. Nhưng mà bắt đầu luôn nghe thời gian cái đủ đụng kỳ ta, mình đang trong nước nè, mình đang sống ở Việt Nam, mình đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh nè, mà mình đâu có mấy vụ này đâu. Rồi sao mấy ngày nó lên nó gì tùm lum tà la vậy? Rồi bắt đầu tới đó em bắt đầu em nhìn lại anh cứ thấy tên biết không? Nhìn lại bắt đầu quan sát nhiều đó, à thì ra đây là những thành phần bao que xỏ lá, nó lên nó chọc máy nó chống phá. Nhưng mà cái quan điểm của em rất rõ ràng thế này. Em chỉ là người dân thôi, em nói thiệt, à, em chẳng có để ý là cái gì cả, nhưng mà rõ ràng nhìn lại là gì? Hiện tại cuộc sống của người dân Việt Nam tốt không? Tốt và nó ngày càng đi lên không? Có. Đó là gì? Và rõ ràng là có cái sự ổn định và yên bình không? Mặc dù đâu đó trong xã hội nó còn những cái này cái kia, cái đó là ở đâu chẳng có, đúng không? Người gái gì ta? Nhưng mà cái nhìn ra được là gì? Ờ, Đảng Cộng sản, tức là Cộng sản á, họ có thấy cái sai đó và họ khắc phục, và họ khắc phục rất là quyết liệt và triệt để. Thì chính vì vậy mình thấy bây giờ đất nước Việt Nam quá tốt rồi, có gì đâu mà phải đòi hỏi gì nữa. Mà bây giờ chỉ đơn giản như thế này thôi, bất cứ một cái quốc gia nào cũng vậy, chỉ cần xảy ra binh biến hay là bạo loạn thế này thế nọ đi chăng nữa, cũng chỉ là người dân lãnh đủ. Thật sự nó là như vậy, chỉ là người dân lãnh đủ thôi. Còn nữa, mấy ông tay to mặt bự thì cùng lắm, hay làm những thế này thế kia thì làm sao, đúng không? Thì đó, thì dân khổ chứ. Thì dân khổ thôi, chỉ có người dân là lầm than thôi. Chỉ có người dân phải chịu cảnh lầm than. Thì tại sao mình phải đánh đổi? Với cái cuộc sống của mình nó yên bình hiện tại như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Mình nhìn lên phía trên mình thấy, tức là họ có khắc phục, họ có sửa, họ có thay đổi, họ chỉnh sửa lại những khiếm khuyết của họ, chứ không phải là không. Chính vì điều đó mình thấy thôi, mấy cái cuộc sống như vậy nó quá ok rồi. Mẹ nhiều bao nhiêu quốc gia mẹ muốn còn không được. Có điển hình như gì là mà vòng vòng mình nhìn kế bên, không cần nhìn đâu xa hết á, nhìn gần gần thôi. Nhưng mà như ông Thái Lan hay ông Myanmar đi, thấy chưa? Ông Thái Lan
ăn thì đâu ba hồi áo vàng, ba hồi áo đỏ, nó thích thì đâu nó đạo chính, nó không thích thì nó bạo biểu tình rồi nó loạn xà ngầu lên. Rồi ông Myanmar thì đó là bao nhiêu đảng, 90 mấy đảng, 100 đảng gì cũng vậy đó, rồi cuối cùng như thế nào. Và khi càng tìm hiểu thì mày càng tìm hiểu sâu về vấn đề gọi là chính phủ, thì mình thấy mày rõ ràng mày mấy mấy ông Mỹ này, lúc trước thì cũng đồn nghe Mỹ là số 1, số 2 vậy, nhưng mà thực chất mình nhìn lại những cái luận điểm của mấy ông, cụ thể như mình nói là ông kêu ông bài Trung đúng chưa, ông đánh Trung, ông khống chế Trung Quốc, ông xúi, ông kích động đi các nước, ông kêu gọi là phải đứng về phía ông. Vừa rồi như cái cuộc họp mà mời Việt Nam đi tham dự ở bên Nhật Bản G7 gì đó, thấy tên là cũng mục đích là gì, là cũng muốn lôi kéo Việt Nam gọi là chống Trung Quốc đúng chưa. Vậy mà cuối cùng bây giờ thì sao, Bộ trưởng Ngoại giao thì qua Trung Quốc khúm núm mới không dám ngước đầu lên, rồi thêm Bộ trưởng Bộ Tài chính đi đi qua Trung Quốc, với cái đầu nó gật gật vạn tế vạn tế, rồi mẹ muốn gãy cái cổ luôn. Ủa gì kỳ vậy, gãy đúng không, Bây giờ chơi nó vậy có chơi một với ai bài chung à. Mà trong khi toàn đi cầu. xúi giục người khác, à, tụi bay chống Trung Quốc hết đi, à, tất cả tụi bay tập hợp lại chống Trung Quốc hết cho tao, nhưng mà tao tao chống hay không đó là chuyện của tao. Ủa gì kỳ vậy. Giống như nãy anh đặt vấn đề đó, anh đặt vấn đề là gì, nếu mà xét đứng trên tư cách là không có tư cách để nói cái câu chuyện đó đúng không, bởi vì bản Rồi, chất anh đúng câu rồi. trước anh đã câu sau rồi, rồi chưa kể thêm cái vụ gì liên quan tới vấn đề của Nga Ukraine, anh thấy không, trong khi trước đây chính cũng cái miệng của mấy ông lên án là quốc bất cứ quốc gia nào sử dụng bom chùm đạn chùm là tội ác chiến tranh, đồng ý không? Mà bây giờ chính các ông lại bảo là đồ mà viện trợ cho Ukraine cái bom chùm đạn chùm đó. Ủa gì kỳ vậy, hả, cái gì kỳ vậy. Rồi chưa Nghĩ kể, hoài em. thấy không, chưa kể ba vấn đề nó liên quan tới nguyên tới hạt nhân á, cái ái gì tên mấy ông, thì ví dụ quốc gia nào có manh muốn và có ý định gọi làm tìm hiểu về chữ Iran hay là Bắc Triều Tiên thì các ông đổ làm thấy ghê lắm, hoặc là các quốc gia là họ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đó, rồi các ông phản ứng dữ dội lắm. Mà bây giờ là sao, các chính các ông lại đồng ý cho ông Nhật Bản xả cái thải của nhà máy điện hạt nhân ra biển là sao, rồi cái hậu quả đó rồi ai kiểm chứng, cái hậu quả đó ai lãnh, gì mắc cười vậy, lại đời không. Cho nên em nói mọi câu chuyện khi mà chúng ta nhìn lại tất cả câu chuyện, chúng ta thấy rõ ràng là gì, ở đất nước Việt Nam đúng không, à, ông luôn lên án đảng cộng sản thế này, đảng cộng sản thế nào, đó là của các ông, nhưng mà đi chúng tôi thấy được là họ có chăm lo cho người dân có lo tôi Anh thì đám như thế này là thơ quan, dạ. thơ quan cho anh nói rồi. Anh thì thấy đương nhiên đảng cộng sản nó có những cái bất cập thì kia, nó đâu có hoàn hảo được, nó cũng chả bao giờ Đúng hoàn rồi. hảo, nhưng mà nó đang làm những gì mình trông thấy là chứng minh là nó làm đúng đó, Nói được làm được. nó làm đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là nó giữ độc lập chủ quyền của đất nước. Chứ còn nhiều khi mà làm cho đất nước mà phát triển nhưng mà mình lại phụ thuộc vô mà làm nô lệ tay sai của một cường quốc khác, mình không có độc lập thì cái đó không được. Có nghĩa là Đúng rồi. mình phải có đất nước phải phát triển, người dân phải có cơm ăn áo mặc đầy đủ, và đồng thời mình phải có độc lập và đất nước phải thống nhất, có nghĩa là đất nước đó phải trọn vẹn thống nhất. Chứ còn như bây giờ em so sánh lại Nam Hàn, Bắc Hàn này. Nam Hàn rất là phát triển mà Bắc Hàn nó cũng phát triển vậy, chỉ có Đúng điều rồi. là nước nó hơi nó hơi khép Biệt lập. kín, nó bắt buộc nó phải khép kín Đúng rồi. đó. Nó không khép Biệt kín lập. thì Mỹ Mỹ sẽ chơi nó banh tao lông liền, nó bắt buộc nó phải làm như thế. Nói chung là hai hai miền đó đều phát triển hết, nhưng mà xem ra nó bằng Việt Nam mình không. Việt Nam mình thống nhất mà độc độc lập nữa. Nam Hàn đâu có độc lập em, Nam Đúng rồi. Hàn là tay sai của Mỹ, chư hầu của Mỹ. Ok, Ừ. mà đất nước đó không thống nhất nữa, có nghĩa ba yếu tố nó chỉ có được cái là ok nước nó phát triển, hai miền được phát triển ấy, nhưng mà nó không độc lập và không thống nhất.
Thấy không? Mình thì có đầy đủ. Có điều mình giàu có mạnh này kia thì chưa. Nhưng mà cũng là cũng đang từng từng bước rồi. Vậy là cũng ok rồi. So sánh với lại ngày xưa trong thời chiến tranh hay là trước năm 75 coi. Mình miền Nam cũng nghèo đói mà mấy anh cờ vàng nó cứ khoe là miền Nam ngày xưa là phồn thịnh lắm. Cái đó là xuyên tạc. Trước đó miền Nam mình không hề phồn thịnh nha. Anh chỉ có một số bộ phận nào đó. Thấy cái đoạn này nè, em xin phép cho em nghe cái đoạn này nè. Tới cái đoạn anh vừa nói em rất công nhận. Đó là gì? Giống như anh đưa cái hình ảnh là Nam Hàn, Bắc Hàn và Nam Hàn có phát triển hay không? Có. Nhưng ngược lại họ không có độc lập, họ không có thống nhất và họ chỉ là chư hầu. Đúng không? Mặc dù là họ rất phát triển, nó phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề đặt ra nè, liệu cái sự phát triển đó nó có bền vững hay không, đó mới là quan trọng. Cụ thể nếu như Mỹ họ rút bỏ vấn đề giống như ngày xưa họ rút viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa đó, đúng không, thì cái sự phát triển đó nó còn được bền vững. Còn ngược lại giống như Việt Nam chúng ta là gì, cái tiêu chí đầu giờ là gì, tự chủ độc lập đầu tiên và nó xong với cái sự phát triển, đúng không, mặc dù nó mặc dù nó phát triển chậm, nhưng nếu phát triển rồi thì nó sẽ tốc độ nó tăng trưởng và nó có độ bền, nó vững bền hơn là những cái thằng gọi là lệ thuộc vào một quốc gia khác. Cho nên là cái điểm mà anh nói em rất đồng tình, em chỉ xin bổ sung thêm cái đoạn đó, cái đoạn đó thôi, đúng không? Anh phát triển nhưng mà anh phải có độc lập tự chủ thì cái đó nó mới bền vững, nó mới lâu dài và nó mới thực sự mang lại cái ấm nó hạnh phúc cho người dân. Chứ còn bây giờ cái bề mặt bề nổi ở ngoài, thật ra nếu mà nhìn nhiều cho kỹ chúng ta thấy Nhật với Hàn Quốc phát triển đó có, nhưng mà nếu một lúc nào đó mà thí dụ như là gọi là bất hòa hay là có một vấn đề gì đó, ông Mỹ ông trả bài thì sao, thì liệu cái sự phát triển đó nó còn không? Bằng chứng Việt Nam Cộng Hòa nó hiển nhiên vào năm 1973, 72 gì đó thấy quá rõ rồi, còn cái gì nữa? Lệ thuộc Việt Nam Cộng Hòa thì không phải là cái môi trường kinh tế mà là cái môi trường quân sự, mà là cái gọi là cuộc chiến tranh, gọi là gì ta, mình có cái từ gọi là cái gì mà proxy war là cái gì ha, proxy war là cái gì về coi nó là cái gì ha, bởi vì em á, bởi vì em đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà Mỹ đã thất bại là muốn dùng Việt Nam làm cuộc chiến tranh hủy diệt, nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa bệ quá, làm việc bệ quá như thời ông Diệm á, làm việc bệ quá thành ra Mỹ ghét quá, Mỹ tham gia trực tiếp luôn, Mỹ tham gia trực tiếp, tưởng sao Mỹ lãnh đạo. Mà có thể nói là Mỹ gọi là chưa bao giờ mà Mỹ lãnh đạo mà thế là như ở Việt Nam. Thành ra trên thế giới này những người sắc dân ở Mỹ nè mà có tư tưởng tiến bộ thì họ khi mà nói tới Việt Nam á, là họ nể lắm á, thơ quan hỏi họ Việt quay coi họ nói Việt Nam là họ nể, tại vì Việt Nam là nước đầu tiên mà đánh bại Mỹ, mà mình đánh bại Mỹ ở đây không phải là tại vì hai bên so gan mày mạnh hơn ta mạnh mày, không phải vậy. Mình đánh bại đây là mình chỉ có đánh để bảo vệ độc lập thống nhất đất nước mà thôi. Mày xâm phạm cái chủ quyền của tao thì tao phải bảo vệ và tao sẽ đánh đến người Việt Nam cuối cùng, chứ không phải Mỹ là nói sẽ đánh tới người Ukraine cuối cùng, nghe nó vô lý không? Mình sẽ đánh tới người Việt Nam cuối cùng. Thành ra Mỹ đã thất bại và thất bại thê thảm, không có cuộc chiến tranh nào mà Mỹ xa lầy mà khốn nạn như cuộc chiến tranh Việt Nam. Mỹ không biết cách nào mà có thể thắng được. Để anh coi những tài liệu như thế này là thơ quan. Khi mà ông Lyndon Johnson ông ôm đầu thì người ta hỏi ông bây giờ mình sẽ cần bao nhiêu viện trợ nữa, ông không biết mà cần bao nhiêu lính nữa, không biết mà cần bao nhiêu vũ khí nữa, ông không biết luôn.
thì làm sao mình mới có thể đánh được một kẻ thù đó mà mình không biết mình sẽ cần bao nhiêu để thắng được, mà mình đánh kẻ thù đó mình không bao giờ trông thấy nó, mình không trông thấy kẻ thù đó, một kẻ thù vô hình mà mình đánh mà không thể đánh thắng được nó. Anh thấy khủng khiếp không? Mỹ đánh ở Việt Nam khủng khiếp. Mỹ bỏ sát là gần 60.000 quân rồi bị thương lên tới gấp 3 lần chỗ đó, coi như là 300-400 ngàn quân nữa, mà để đạt cái gì? Đâu đạt cái gì đâu, chỉ phục vụ cho cái mục đích chính trị của một cái đám cầm quyền, nó lại nó móc ngoặc với lại tư bản để nó thực hiện những cái ý đồ của nó thôi. Còn người dân Mỹ, con em của Mỹ thì được bị nó đưa ra chiến trường để mà chết, phải không? Dạ, mà rồi. nó mỹ dân nó nói cái đi qua để mà giúp người bảo vệ dân miền Nam Việt Nam bảo vệ cái sự dân chủ tự do, mà khi mà con em của Mỹ sang tới nơi rồi thì nó chả thấy bảo vệ dân chủ tự do gì cả, tại người dân Việt Nam mình nhìn họ với một ánh mắt là rất là quái đản, họ nhìn người Mỹ với mắt quái đản. Thì rốt cuộc đó, qua không lâu thì nó chỉ mong muốn trở về sống sót để trở về thôi, nhưng mà nó không mong muốn gì nữa. Còn cái chuyện mà đấu tranh cho hay là chiến đấu cho dân chủ tự do của người miền Nam Việt Nam thì nó cũng quên đi đi, giờ chỉ muốn trở về sau như một năm mà được về trở lại Mỹ rồi, nó không nhớ. Mỗi một người lính Mỹ qua phải phục vụ 18 tháng hay là 12 tháng, anh không nhớ, thì nó chỉ mong muốn được trở về thôi. Nhưng mà hầu hết là không trở về được, hầu hết chết, bị thương. Người nào không bị gì hết, về cũng bị tâm lý. Mình còn nói nhiều mà em. Dạ. Mình còn nói nhiều mà, mình còn nhiều đề tài để mình nói mà. À, bây giờ nếu mà em mệt rồi thì xuống đi thôi, mình cúp đi. Dạ ok, có gì là mà anh cũng bấm follow theo cái nick này nè, được cái gì là lâu rồi mà anh em rảnh mở like cho cái nick cho người lên rất dễ dàng. Đúng rồi. Ok, Việt Bay thì cũng xin phép xuống nha. Ok, good night. Có gì em mình nói chuyện chơi. Ok, take care. Cảm ơn khi thấy tên. Cảm ơn. Ok, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Tạm biệt nha. Bye bye.